Giá heo hơi hôm nay 6 tháng 11 ổn định trên diện rộng, giá heo hơi hôm nay ngày 6 tháng 11 lặn sóng ngày đầu tuần. Cần giảm giá thành vắc xin dịch tả heo châu Phi, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc thấp nhất 51.000 đồng một kg, theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc đi ngang trên diện rộng, trong đó, heo hơi tại các địa phương bao gồm Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nội cũng được giao dịch ở mức 53.000 đồng một kg hương lái tại các địa phương còn lại thu mua với giá trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng một kg. Theo ông Nguyễn Văn Điệp, tổng giám đốc công ty cổ phần AVAC Việt Nam, tính đến cuối tháng 10 năm 2023. Công ty AVAC đã xuất 1,5 triệu liều, trong đó có 300.000 liều đã xuất khẩu sang Philippines. Trong thời gian tới, AVAC sẽ phân phối sản phẩm theo hai kênh chính là qua các nhà phân phối trong nước và qua các địa phương sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Cũng theo ông Điệp, hiện mỗi liều vaccine AVAC ASP Lai bán trong nước có giá trên 60.000 đồng. Trong thời gian tới công ty sẽ cố gắng giảm giá thành khi doanh nghiệp thu hồi được một phần vốn đầu tư, theo Nông nghiệp Việt Nam, liên quan đến giá bán vaccine, ông Nguyễn Hữu Thọ. Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản Bắc Ninh cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ mua vaccine tiêm cho các hộ chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, với giá thành cao như vậy, để mua đủ vaccine sẽ tốn rất nhiều tiền. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên ổn định, chi tiết, các địa phương bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh. Đắk Lắc và Ninh Thuận cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52. 000 không không đến 53.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi khu vực miền Nam chỉnh lại, cụ thể, heo hơi tại hai tỉnh Bến Tre và Bình Dương tiếp tục được giao dịch ở mức 51.000 đồng 1 kg, các địa phương khác thu mua với giá 52.000 đến 54.000 đồng 1 kg, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Nhìn chung, giá heo hơi lặng sóng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng 1 kg.